Tôi Lưu Nguyễn Hoa Kiển xin kính chào quý bà con và các bạn đang xem kênh. Hôm nay tiếp đến nhà vườn của Nguyễn Thắng Giao Lưu hoa giới thành phẩm ghép nha bà con. Là một số giống mới đổi màu rất là đẹp và một số dòng lá cam thạch, lá vàng rất là hot luôn nha. Mời bà con và các bạn mình cùng xem và giao lưu với nhà vườn ạ. Dạ rồi, kính chào anh Lê, kính chào quý cô chú anh chị đang xem video clip ạ. Hôm nay Hoa Kiển Nguyễn Thắng sẽ giao lưu cho quý cô chú anh chị một số cây hoa giấy giống mới nha cô chú anh chị. Thì hôm nay em sẽ có rất là nhiều cây và hiện tại đang có bông hoa cho cô chú anh chị mình mua về là mình ngắm hoa luôn ha. Và hôm nay đặc biệt là giá sẽ dễ sưu tầm nha cô chú anh chị. Thì hôm nay là giá ưu đãi ha. Như cái này là Lady Giraffe nha cô chú anh chị. Cái dây này thì em ghép rất là lâu, hiện tại nó cũng đang cho bông nha. Đang cho búp bông ha. Đây này ha. Đó. Và bên này có như là Milo Batiste nè, Garden Rau ha. Hôm nay Garden Rau của em có bông rất là nhiều luôn và bông màu sắc rất là đẹp, tại vì em ghép rất là lâu, nó già bo rồi, bây giờ cái màu rất là chuẩn luôn nha. Bên cạnh đó em có như là Da Ba Quen Da này ha, lá vàng hoa đỏ ha và vàng lửa ha. Bên cạnh này thì em có như là cẩm thạch nhiều màu ha. Đó. Rồi cũng nhà vườn em là cũng chuyên về giao lưu giống mới cho cô chú anh chị. Em không làm mất thời gian cô chú anh chị chờ đợi, em xin đi chi tiết vào mã số đầu tiên ha. Mã số đầu tiên là một cây mã số 1 ghép với tên giống là Da Ba Quen Da. Dòng này là Da Ba Quen Da của Philippines nha cô chú anh chị. Tại vì trên thị trường thì nó sẽ có hai dòng ha. Cái dòng này nó ra bông thì nó sẽ đổi màu luôn, và cái màu hình màn hình bông kế bên em có chèn cho cô chú anh chị mình tham khảo. Khi nó nở búp bông ra thì nó sẽ có là đổi màu luôn nha cô chú anh chị. Đây cô chú anh chị mình xem ha, hiện tại trên cây thì em ghép rất là lâu, nó già bo và em đã cuôn tàn, thì hiện tại nó đang ra cho búp bông nha. Nhánh nào nó cũng vẫn cho bông hết nha cô chú anh chị. Cái dòng này cô chú anh chị mình mua về mình cũng dễ chơi ha, tại vì cái dòng này nó cũng rất là nhanh hoa luôn. Cây số 1 hoành 14, cao là 60 cm nha. Cây số 1 ha. Phôi mini nhưng mà rất là quái rễ ha, không có vết lỗi nha. Đó. Cây số 1 hoành 14, cao 60 cm, cây này em xin giao lưu giá là 250.000 em bao ship thôi nha. 250.000 em bao ship ghép với tên giống là Da Ba Quen Da ha. Rồi em xin đi chi tiết vào cây mã số 2. Mã số 2 em lên một cây ghép với tên giống là Tiger Ran bông cam ha. Tiger Ran bông cam nha cô chú anh chị. Trên cây hiện tại là đang cho bông luôn. Cái dòng này nè cô chú anh chị mình xem ha, cũng nên sưu tầm nha cô chú, tại vì cái dòng này lá rất là đẹp và khi nó nở bông thì đã ra bông màu cam và cái màu rất là sáng. Cây này em ghép rất là lâu rồi, nó già bo nha cô chú. Đây ha. Nó già bo, khi nó về già lá nó vẫn là đốm cẩm thạch chứ nó không có chuyển xanh. Những cái dòng cẩm thạch thì cô chú anh chị mình yên tâm ha, lá nó sẽ không chuyển xanh, bông của nó sẽ ra bông màu cam ha. Cái đọt rất là đẹp luôn, cái màu sắc rất là sáng ha. Cây số 2 hoành cổ của nó là sẽ có hoành. Cây số 2 ha. Hoành cổ của nó là sẽ có hoành là 18. Chiều cao từ mặt chậu lên đến là 55 cm. Đây ha, cây này em xin giao lưu giá là 270 em bao ship nha. 270.000 em bao ship ha. Mã số 2 tên giống là Tiger Oran bông cam ha. Rồi em xin đi chi tiết vào cây mã số 3. Mã số 3 em lên một cây ghép với tên giống là Red Bean Java. Red Bean Java, một cái dòng lá cẩm thạch, bông sẽ ra là màu đỏ. Hiện tại là nó chỉ mới búp bông thôi nha cô chú anh chị, nên màu nó đang chưa có được đỏ rực nha. Còn cái form tàn của nó thì đang có một cái form tàn tròn rất là đẹp ha. Đây ha. Phôi giấy Mỹ là trắng sạch nha, cây số 3 ha. Hoành cổ là hoành 17, cao từ mặt chậu lên là 50 cm. Phôi giấy Mỹ rất là có duyên luôn nha cô chú anh chị. Đây ha, dáng thế cũng hơi bonsai ha, trắng sạch nha. Rồi cây này em xin giao lưu giá là 270.000 em bao ship nha. 270.000 em bao ship, mã số 3 nha cô chú anh chị, ghép với tên giống là Red Bean Java ha. Đó, cây đang búp bông luôn, mình mua về là có thể chơi bông được ha. Rồi em xin đi chi tiết qua cây mã số 4 ha. Mã số 4 lên một cây dáng thế bonsai rất là đẹp nha. Cây này thì em ghép với tên giống là Vàng Lửa ha. Vàng Lửa thì lá nó sẽ thon dài và cánh bông nó sẽ ra màu vàng. Dòng này là cực kỳ xiên bông luôn. Trên cây này thì hiện tại đang phun bông nha, đang phun búp bông nha cô chú. Nhánh nào nó cũng đang cho bông ha. Và cái đặc tính của giống này thì nó sẽ ra bông một màu vàng, và nó sẽ có bông từng chùm trên này ha. Đây nha, dáng thế cũng dáng thế cây rất là đẹp luôn. Ghép với tên giống là Vàng Lửa. Cây này em ghép rất là lâu rồi, nó già bo. Hiện tại nó đang cho bông ha. Cây này là cây mã số 4. Cây mã số 4 hoành cổ 21, cao là 50 cm. Cây này thì em xin giao lưu giá là 390.000 em bao ship. Phôi giấy Mỹ là dáng thế phôi bonsai ha, tông dáng bay nha cô chú anh chị. Cái này là tông dáng bay ha. Đây ha. Đó, phôi giấy Mỹ rất là đẹp luôn, quái nha, già cây ha. Trên thân cây nó có vết trầy chút xíu nha cô chú. Đây ha, khi vận chuyển phôi về ha. Đó. Còn cây sống khỏe phát triển bình thường nha, hiện tại tàn tược rất là ok luôn, đang cho bông ha. Sư phụ xách cây đằng sau đó, cho con tí cho. Rồi em xin đi chi tiết qua cây mã số 5 ha. Mã số 5. Trên cây này em ghép với tên giống là Garden Rau.
Đây cô chú anh chị mình xem ha, cô chú anh chị cũng nên sưu tầm dòng này nha. À, dòng này rất là nhanh hoa nha cô chú anh chị. Đó, hiện tại đang cho búp bông nha cô chú anh chị. Trên cây hiện tại đang phun búp bông ha. Cây này thì em ghép rất là lâu rồi. Đây cô chú anh chị mình xem ha, anh Liêm quay cho cô chú anh chị xem nè. Em ghép rất là lâu, nó già bo nè. Cái bo của nó liền lạc vào thân cây luôn ha. Thì em kê tàn cái dòng lá xanh đổi màu thì nó mình ghép già bo và mình kê tàn tầm 2 đến 3 lần là bông nó sẽ ra màu bông rất là chuẩn luôn. Hiện tại trên cây là rang ra bông rất là chuẩn nha, nó có cái màu vàng nè. Đây ha, cánh bông màu vàng nè, màu trắng xanh nè, màu hồng nè. Bên đây thì nó sẽ có màu đỏ nè. Đó. Rồi cái trên cây thì hiện tại nó đang chỉ là mới búp bông thôi, thì cô chú anh chị mình mua về có thể là ngắm được bông ha. Có thể khi đi hàng thì những cái bông mà nó nở bung như thế này nó sẽ rụng, chứ còn mấy cái này thì nó sẽ còn cho cô chú anh chị mình về ngắm hoa nha. Đó. Rồi cây số 5 ha. Đây. Cây số 5 hoành cổ là hoành 19, cao từ mặt chậu lên là 70 cm. Đây. Cây số 5 hoành cổ là hoành, em đo từ vị trí này hoành 19, cao từ mặt chậu lên 70 cm. Sổ đế của nó là sổ đế cao. Trên cây này là một cái phôi nó hơi bị lỗi nha cô chú, cây này là nó bị lũa ha. Thì cái thân cây nó lũa rất là lâu rồi mà hiện tại nó đang kéo những cái viền thẹo này lại rồi nha. Nên cô chú anh chị mình yên tâm ha, em sẽ đảm bảo sống khỏe phát triển bình thường. Tại vì nhà vườn em rất là ghép cái phôi rất là lâu rồi nên nó sẽ không có bị hư nha cô chú anh chị. Nó chỉ bị lũa thì nó hơi mất thẩm mỹ của cây thôi ha. Còn về cái mặt này thì phôi giá mỹ rất là uống đế nha. Đây ha, nó là tông dáng bonsai nha cô chú. Cái dòng này, cái phôi này là trồng là sữa đế nó mới có cái bộ phôi như này ha. Cây này là bị lỗi nên là em giao lưu giá là 300.000, em bao ship thôi nha cô chú anh chị. Phôi rất là đẹp ha. Và hiện tại đang cho hoa luôn ha, ghép với tên giống là Golden Rau. Cây mã số 5. Em xin đi chi tiết cây mã số 6. Mã số 6 thì em lên một cây ghép với tên giống là Da Ba Quenya ha. Da Ba Quenya Philippines nha cô chú anh chị. Đây ha. Thì cái dòng của Philippines thì nó sẽ nở màu nhiều hơn là của Trung Quốc. Trung Quốc nó chỉ có hai màu là trắng tím thôi nha. Còn của cái giống của Philippines nhập về thì nó sẽ là có bông đổi màu hơn. Hiện tại trên cây nó cũng đang phun búp bông luôn. Trên cây nó có 3 chi và em ghép được 2 chi và cái chi nó bị rớt bo ha. Cô chú anh chị mình có thể là ghép giảm thêm hoặc là khi chốt đơn có yêu cầu cắt thì em sẽ cắt bỏ và em xử lý keo cho cô chú anh chị nha. Xử lý keo liền thẹo ha. Cây mã số 6 hoành cổ hoành 14, cao từ mặt chậu lên là 55 cm. Cây này em xin giao lưu giá là 250.000, em bao ship nha. Cây mã số 6 ha, 250.000 em bao ship nha cô chú anh chị. Ghép với tên giống là Da Ba Quenya ha. Rồi em xin đi chi tiết qua cây mã số 7. Mã số 7 em ghép với tên giống là Caramel ha. Đây, Caramel, một cái dòng lá vàng và bông xé ra là đổi màu. Dòng này là nhanh hoa nha cô chú. Trên cây này thì em ghép rất là lâu rồi, hiện tại nó cũng đang cho bông ha. Nhà vườn em hiện tại nó cũng đang cho búp bông rồi nha cô chú anh chị. Nên cái dòng này cũng nhanh hoa và lá vàng. Khi về già lá nó cũng sẽ giống như vậy chứ nó không có chuyển xanh. Đây là trên cái cây này em ghép rất là lâu rồi, nó liền lạc vào thân cây ha. Do đặc tính cái thân là của nó nhỏ thôi nhưng mà nó rất là già bo nha cô chú anh chị. Đây ha. Tại vì giống hoa giấy thì cái tùy theo đặc tính của từng giống nha. Có thân thì nó sẽ to, có thân thì nó sẽ giống như là cái thân nó sẽ nhỏ ha. Đó. Rồi cây mã số 8. Cây mã số 7 nha, em sorry ha. Cây mã số 7 hoành cổ là 20, cao là 50 cm. Cây này em xin cho lưu giá là 330.000, em bao ship ha. 330.000 em bao ship, phôi giá mỹ là trắng sạch quái đế nha. Đó. Cô chú anh chị nào mình thích trưng bày những cái cây mà nhỏ lùng lùng như thế này thì có thể chọn em này ha. Nó vừa đẹp lá và vừa đẹp hoa nha cô chú anh chị. Rồi em xin đi chi tiết qua cây mã số 8. Mã số 8 em lên một cây ghép với tên giống là Murazama. Murazama là một cái dòng lá xanh bông ra đổi màu. Giống này là cái lá xanh bông đổi màu nhưng mà đặc tính của giống này ra bông rất là đẹp nha cô chú anh chị. Cái màu sắc của nó rất là sáng ha. Và cánh bông là cánh bông to nha cô chú anh chị. Cái màu sắc của nó sẽ khác hơn những cái dòng là đổi màu nha. Em có chèn hình bông kế bên cho cô chú anh chị mình xem. Đây là cây mã số 8 ghép với tên giống là Murazama. Trên cây này thì cái bo ghép rất là già bo rồi, rất là lâu ha. Đây cô chú anh chị mình xem nha, bo nó đã liền lạc vào thân cây ha. Cây này thì cái đặc tính của nó, cái thân nó, cái nhánh nó to ha. Đó. Đây là em đã kê tàn và nó đang ra những cái tược mới hết, đang ra chồi mới hết nha cô chú anh chị. Cây mã số 8 hoành cổ là 21. Đây ha. Hoành 21, cao là 60 cm. Phôi giấy mỹ là trắng sạch ha, phôi bonsai nha cô chú anh chị. Rất là quái lệ, rất là quái rễ luôn. Rồi cây này em xin giao lưu giá là 450.000, em bao ship ghép với tên giống là Murazama, một cái giống mới ha. Giống này mới có khoảng tầm 5 tháng nay thôi nha cô chú anh chị. Đó. Rồi em xin đi chi tiết qua cây mã số 9. Mã số 9 trên cây này em ghép những cái giống cẩm thạch ha. Trên cây này ghép được 6 loại giống cẩm thạch. Bo này em ghép với tên giống là Tiger Orange bông cam là 1 nè. Đó. Bo này em ghép với tên giống lát va lá vàng cẩm thạch bông hồng gân là 2.
Bao này em ghép với tên giống Singapore Hồng là 3. Bao này em ghép với tên giống Chitraroya là 4. Cái này em đã cuôn tàn, nó đang lên những cái chồi mới ha. Và bao này em ghép với tên giống Kim Cương Tím là 5. Bông sẽ ra màu tím và gió bông. Bao này em ghép với tên giống là Zelomid, bông sẽ ra hai màu vàng đỏ ha. Rồi trên cây này thì mình sẽ có là 6 loại giống nha, màu cam, màu vàng đỏ, màu tím, màu hồng gân ha. Và màu hồng nha cô chú anh chị. Dáng thế cây rất là đẹp luôn. Rồi cây mã số 9, hoành cổ là hoành 27. Hoành cổ đo từ vị trí này ha. Hoành 27 cao là 55 cm, phôi giấy Mỹ rất là quái đế luôn và tông phôi là dáng bonsai nha cô chú anh chị. Này ha, từ cái bộ phôi giấy Mỹ nó đi lên đây là tay chi cho mình rất là đều cây. Rồi cây này ghép 6 loại giống cẩm thạch mới, em xin giao lưu giá là 450.000 em bao ship nha. 450.000 em bao ship ha. Ghép với 6 loại giống cẩm thạch trên cây này nha cô chú anh chị. 6 loại giống cẩm thạch mới ha. Đây là tổng cây ạ. Rồi em xin đi chi tiết qua cây mã số 10. Mã số 10 lên một cây dáng bay luôn. Đây ha. Lên cây này thì em ghép với tên giống là Milo Batis nha. Milo Batis ha. Đây nè, cô chú anh chị mình xem ha. Trên cây là em ghép rất là lâu rồi, nó già bo, hiện tại nó đang cho bông. Cái dòng này cực kỳ xiên bông nha cô chú anh chị. Trên thị trường nó sẽ có hai loại, một loại là Milo Batis và một loại là Kibo Batis. Kibo thì lá nó sẽ xanh và nó không có cẩm thạch nhiều. Còn cái dòng này thì Milo Batis nó sẽ lá nó sẽ full cẩm thạch hết nha. Cây này em ghép rất là lâu rồi, nó già bo và hiện tại nó đang cho bông. Đây ha, đang cho bông. Cây này là ra bông đợt này là đợt thứ 3 rồi nha cô chú anh chị. Đây ha. Cái đặc tính cái thân nó nhỏ nhưng mà nó già bo dữ lắm rồi nha cô chú anh chị, vì ghép rất là lâu rồi ha. Đó, hiện tại trên cây đang full búp bông nha. Cô chú anh chị mình mua những cây này về là mình chơi hoa luôn. Cây này giống này rất là dễ làm bông ha. Cây mã số 10, hoành cổ là hoành 26. Đây ha. Hoành cổ 26, cao từ mặt chậu lên là 55 cm. Cây này là tông phôi dáng bay nè. Chuẩn bay luôn. Cây này em xin giao lưu giá là 390.000 em bao ship. 390.000 em bao ship nha cô chú anh chị. Phôi thì rất là già cây ha. Trên này nó chỉ là đóng rong thôi chứ nó không phải là hư cây nha cô chú anh chị. Đó. Cái phôi ở lỗi, cái cọng rễ nó lỗi chứ tí xíu nha cô chú. Nó bị trầy phôi chứ xíu ha, ngay chỗ cọng rễ nha. Cái này cũng không có sao hết ha. Rồi em xin đi chi tiết qua cây mã số 11. Mã số 11 em lên một cây ghép với tên giống là Roson. Roson ha, đây. Nhìn cái lá rất là đẹp luôn, mướt ha. Đó, cây này em ghép rất là lâu nè. Rồi cô chú anh chị mình xem cái đặc tính thân này là to nha. Đây ha, liền lạc vào thân cây luôn. Cái bo liền lạc vào thân cây và cái thân của nó rất là to nha cô chú anh chị. Nó muốn bằng cái ngón tay cái của em luôn á. Hiện tại thì em đã cuôn tàn và bón phân cho nó là được 10 ngày rồi ha. Nó đang lên một cái tàn mới rất là mướt luôn. Đây cô chú anh chị mình xem. Cái giống này thì nó sẽ có hai tông màu bông, màu trắng và màu hồng phấn ha. Đây, cái cây này rất là bầm già bo rồi cô chú anh chị mình mua về mình dưỡng là mình chơi bông thế nó sẽ ra bông chuẩn màu luôn nha cô chú anh chị. Cái giống này là cũng bông đổi màu ha. Cây số 11, hoành cổ 16, cao là 55 cm. Cây này em xin giao lưu giá 280 em bao ship nha. 280.000 em bao ship ha. Đó. Ghép với tên giống là Roson ha. Rồi em xin đi chi tiết qua cây mã số 12. Mã số 12 lên một cây ghép với tên giống là Chitra Monlai lá vàng hoa đỏ. Hôm nay lên một cái lô cây là toàn bộ già bo hết nha cô chú. Những cái giống này cô chú anh chị, những cái cây này cô chú anh chị mình mua về nó sẽ nhanh chơi hoa ha. Rồi trên cây này thì là ghép với tên giống Chitra Monlai lá vàng hoa đỏ. Cây này em ghép rất là lâu rồi, nó già bo nè. Đây cô chú anh chị xem ha. Đây ha, nó già bo hết rồi. Đã kê tàn được 2-3 lần, hiện tại nó đang lên những cái chùm tược mới nha. Những cái cây này cô chú anh chị mình mua về mình sang chậu hoặc là mình sang chậu và mình để mình dưỡng mình chơi, mình chơi bông Tết nha cô chú anh chị. Cái dòng này rất là nhanh hoa, cây này đảm bảo cô chú ha. Từ đây tới Tết nó sẽ có hoa tại vì cái dày già bo dữ lắm rồi nha cô chú anh chị. Này ha. Rồi cây số 12, hoành cổ là hoành 23. Hoành cổ 23 cao từ mặt chậu lên là 70 cm. Cây này em xin giao lưu giá là 400.000 em bao ship nha. Một cái cây là dáng trực và hiện tại thì tay chi nó cũng rất là đều luôn, nó già bo ha. Phôi giấy Mỹ là để đặt nha cô chú anh chị. Này ha. Phôi giấy Mỹ là để đặt nha. Đó. Rồi em xin đi chi tiết cây mã số 13 ha. Cái này mã số 12. Rồi mã số 13. Trên cây này ghép với tên giống là Golden Rau là 1 nè. Bên này là ghép được 2 giống nha. Cái này Golden Rau là 1. Và bên này thì em ghép với tên giống Red Bean Java đột biến nha. Từ cái cẩm thạch này nó sẽ đột biến về cái lá trắng như thế này. Nhưng mà đặc biệt là nó rất là khó ghép.
cũng sẽ ra bông màu đỏ luôn nha cô chú anh chị, cực kỳ nhanh bông ha. Còn cái này là golden rau nha cô chú anh chị, đây nè cô chú anh chị mình xem ha. Cái giống này là nó sẽ cho bông từ trong nhánh nó đi ra, nó sẽ mang cho mình một chuỗi bông. Và cây này rất là già bo rồi, hiện tại nó đang cho bông là chuẩn màu luôn nha. Đây ha, cái bông vàng trắng, vàng nè, hồng nè, đỏ nè, trắng xanh ha. Nói chung là nó sẽ có đủ màu sắc trong cái giống này nha cô chú anh chị. Cái thân này, cái nhánh này nó hơi dài rồi ha, khi đóng hàng nó cũng hơi khó đây. Nhưng mà khi đi hàng thì em sẽ bảo vệ bo cho cô chú anh chị mình an toàn tuyệt đối nha. Em sẽ bảo vệ bo cho cái bo này nó sẽ không có bị gãy ha. Và cái bo này cũng rất là già bo rồi nó, cô chú anh chị mình yên tâm nha. Cây số 13, hoành cổ là hoành 17, cao là 65 cm ha. Phôi giá Mỹ rất là già cây luôn. Cây này em xin giao lưu giá là 350.000 em bao ship nha. Nó già cây ha. Rồi em xin đi chi tiết cây mã số 14. Mã số 14 lên cây này ghép với tên giống là Lady Zirac nha cô chú anh chị. Lady Zirac ha, một cái dòng lá xanh đổi màu luôn, hiện tại đang cho bông. Đây nè cô chú anh chị xem ha. Tại vì những cây này em ghép rất là lâu rồi, nó già bo và em đã kê tàn cho nó đang lên những cái tược mới. Đặc tính của nó là giống đổi màu, có cái đọt lá nó sẽ đỏ tím như thế này và có sẽ có đọt lá là trắng xanh như thế này. Trên cùng một loại giống, cùng một loại giống ha, và mình cắt ghép ra nó tự đổi màu nha. Nó tự đổi màu lá và tự đổi màu bông ha. Nó muốn ra cái gì là nó ra nha cô chú anh chị. Đó. Hiện tại trên cây đang có bông, màn hình bông kế bên em có chèn kế bên cho cô chú anh chị xem luôn. Giống này thì hoa rất là đẹp. Cây số 14 hoành 26. Em sorry nha, hoành 22 ha, hoành cổ 22. Cao từ mặt chậu là 70 cm, một cái bộ phôi giá Mỹ là đế đặc và rất là quấn rễ nha. Cây này là rễ nó quấn đặc luôn ha. Đây nè. Đó, cô chú anh chị mình xem, khi mình nhận được cây về mình trồng lên mình sửa dáng thế nó lại cho nó chuẩn hơn nha cô chú anh chị. Cây số 14 ha, ghép với tên giống là Lady Zirac ha. Có ghi tên giống lên chậu luôn. Em xin giao lưu giá là 430 em bao ship nha. 430.000 em bao ship ha cô chú anh chị. Ghép với tên giống Lady Zirac. Cây này thì đào già bo rồi, mình mua về là chỉ là mình dưỡng, mình chơi bông thôi ha. Rồi em xin đi chi tiết của cây mã số 15. Mã số 15 trên cây này một cây em ghép với tên giống là rồng tím nha. Rồng tím ha. À, còn gọi là Cabo Arino nha cô chú anh chị. Cabo Arino mình gọi là rồng tím cũng được, tại vì cái dòng này là ra bông màu tím, hoặc là gọi là Mỹ tím cẩm thạch cũng được nha cô chú anh chị. Này, cái giống này là nhập của Trung Quốc nha cô chú. Cái dòng này rất là nhanh bông luôn và cây này nó rất là già bo rồi, em đã kê tàn nó đang ra những cái tược mới luôn nha cô chú. Và cái này dòng này về thì mình sang chậu mình chơi bông luôn ha. Cây số 10. Hồi nãy là cây số mấy rồi sư phụ ha? 15. 14 rồi, ok. Cây này số 15. Cây số 15 ghép với tên giống Cabo Arino ha. Rồi, hoành cổ của nó sẽ có hoành 26. Hoành cổ em đo từ vị trí này nè, hoành 26, phôi giá Mỹ thì rất là già cây. Đó. Cao từ mặt chậu lên là 70 cm nha cô chú anh chị. Cao từ mặt chậu 70 cm. Rồi, cây này em xin giao lưu giá là 380 em bao ship luôn ha. 380.000 em bao ship ha. Ghép cái tên giống là Cabo Arino. Dòng này là một cái dòng cẩm thạch nha cô chú anh chị. Bông sẽ ra là màu tím và nó sẽ cho bông từ trong cái dưới cái thân đi lên ha. Rồi em xin đi chi tiết của cây mã số 16. Mã số 16 trên cây này ghép với tên giống là Golden Rau nha cô chú anh chị. Golden Rau hôm nay cây nào cũng đang cho búp bông hết trơn. Cây này thì đang búp luôn nè. Đó, búp rất là nhiều luôn. Và cái này á, cô chú anh chị già bo dữ lắm rồi nha. Đây ha, nó già bo dữ lắm rồi thì nó sẽ ra bông rất là chuẩn màu luôn đó. Cây nào chưa có bông bung bông thì em có chèn hình bông kế bên cho cô chú anh chị mình xem thêm ha, để mình biết thêm được cái giống này là nó sẽ có màu sắc như thế nào. À, giống này thì lá nhỏ và cánh bông của nó sẽ ra là cũng cánh bông nhỏ, mà đặc tính của nó là sẽ nhanh bông và nhiều màu sắc ha. Cây số 16 hoành 22, cao 65 cm, phôi giấy Mỹ trắng sạch ha, đế rất là quái luôn. Cây này em xin giao lưu giá là 290 em bao ship nha. 290.000 em bao ship, ghép với tên giống là Golden Rau ha. Rồi em xin đi chi tiết qua cây mã số 17. Mã số 17 thì cây này em ghép với tên giống là Golden Petro. Golden Petro nha cô chú anh chị, lúc trước là mình sẽ có Petro lá xanh, nhưng mà bây giờ mình có thêm cái dòng Golden Petro, lá nó sẽ vàng như thế này. Nhưng mà về già lá nó sẽ chuyển xanh. Khi nó chuyển xanh mình chơi hết đợt bông xong rồi mình kê tàn thì nó vẫn ra lại cái đọt mới là đỏ như thế này nha cô chú. Và cây này, cái giống này là cực kỳ nhanh hoa luôn. Trên cây hiện tại nó đang cho full búp bông nha.
Đây ha, nhánh nào nó cũng đang cho bông. Mình mua cây về là mình chỉ có là chơi bông thôi ha. Mình dưỡng, mình sang chậu hoặc là mình để vậy nó vẫn là cho bông nha cô chú. Cây này là cây số 17. Hoành hà 15, cao là 70 cm. Cây này xin giao lưu giá là 280 em bao ship ha. 280 bao ship, phôi giá Mỹ là một thân đi lên nha cô chú anh chị. Đây ha, một cốt nha. Một cốt từ cái phôi từ ở dưới hoành đi lên là trên này nó thoát thân luôn nha cô chú anh chị. Và trên này form tàn hiện tại nó đang form tàn có rất là tròn ha. Nó đang có form tàn tròn nha cô chú. Cây mã số 17 ghép với tên giống Golden Petro. Rồi em xin đi chi tiết cây mã số 18. Mã số 18 lên cây này ghép với tên giống là Lady Zirac luôn ha. Hiện tại đang cho bông luôn nha cô chú. Đây nè. Đó. Hiện tại đang cho bông luôn. Những cái giống đổi màu á, nó già bo thì nó sẽ có hoa nha. Và khi nó ra hoa thì sẽ là không làm cô chú anh chị mình thất vọng ha. Tại vì cái màu bông của nó rất là đẹp. Trên cây này rất là già bo nè. Đây cô chú chị xem ha. Bo rất là già bo rồi, em ghép là lâu rồi. Những cái giống mà đổi màu cô chú anh chị mình ghép càng già bo, mình cây tàn tầm 3 đến 4 lần thôi là bông nó sẽ ra chuẩn màu ha. Trên cây này em ghép rất già bo và cũng đã cuôn tàn luôn và hiện tại đang cho bông ha. Và trên đọt lá nó sẽ đổi màu luôn, có đọt thì sẽ trắng xanh như thế này, có đọt thì nó sẽ đỏ tím như thế này ha. Đây cô chú anh chị xem. Cây mã số 18. Hoành cổ 20. Hoành cổ 20, cao là 70 cm ha. Phôi giấy Mỹ là một cái phôi đất là quái nha cô chú anh chị, sổ đế cao ha. Phôi trắng sạch nha, không có vết lỗi nha, rất là quấn đế ha. Đó. Rồi cây này xin giao lưu giá là 450.000 em bao ship ha. Ghép với tên giống là Lady Zirac nha cô chú anh chị. 450.000 em bao ship ha. Cái giá này rất là dễ sưu tầm luôn nha cô chú anh chị. Rồi em xin đi chi tiết qua cây mã số 19. Mã số 19 ha. Trên cây này ghép với tên giống là Chitra Monlai lá vàng hoa đỏ. Cây này em ghép cũng rất là lâu rồi, nó già bo luôn. Nó già bo và em cuôn tàn, hiện tại nó đang ra cái tược mới luôn nha cô chú anh chị. Và trên cây này thì nó già bo rồi, nó sẽ nhanh bông ha. Cây này đảm bảo cô chú anh chị mình về mình dưỡng là nó sẽ nhanh bông nha. Tại vì cây này ghép rất là lâu. Và khi già, cô chú anh chị xem ha. Khi cái giống này khi nó về già thì lá nó sẽ vẫn là để vàng giống như vậy, chứ nó không có chuyển xanh. Nó chỉ chuyển nhẹ theo cái mức giống của nó thôi nha cô chú anh chị. Chứ đặc biệt nó sẽ không có chuyển về lá xanh như những cái giống khác ha. Đây ha, Chitra Monlai lá vàng hoa đỏ. Cây số 19. Hoành cổ đó là hoành 26. Đây ha. Mình cổ đo, em đo từ vị trí này, hoành 26, cao là 75 cm. Phôi giá Mỹ là quấn đế ha, đế đặc nha cô chú. Đế đặc ha. Đó. Và trên cây nó có vết cắt thì những cái vết cắt này á, nhà vườn em đã xử lý keo liền thẹo hết rồi nha. Cô chú anh chị mình yên tâm ha. Đó. Cây vẫn sống phát triển khoe bo bình thường nha. Rồi cây mã số 19 em xin giao lưu giá là 550.000 em bao ship. Cây này bệ đế rất là to ha. Dáng trực và đế đặc rất là to nha cô chú anh chị. Trắng sạch không có vết lỗi nha. Nó chỉ có cái vết cắt ở trên cái thân này thôi thì không có ảnh hưởng gì tới cây ha. Cây vẫn sống khỏe phát triển bình thường nha cô chú. Rồi em xin đi chi tiết qua cây mã số 20 là cây cuối cùng. Mã số 20 cũng là ghép với tên giống Golden Round luôn. Đây cô chú anh chị xem. Hiện tại trên cây nó đều cho bông hết nha cô chú. Thật, nhánh nào nó cũng cho bông hết ha. Này ha, đang full búp bông luôn. Dòng này, những cây này mình mua về là mình chơi hoa luôn ha. Đó. Rồi cây số 20 nha. Cây số 20 ha. Hoành cổ 23, cao từ mặt chậu lên là 80 cm. Một cái phôi giá Mỹ là một thân nha. Từ cái bộ đế và nó thoát thân đi lên luôn nha cô chú. Và trên cây nó sẽ có vết lũa ha. Vết lũa nhẹ nha cô chú. Đây ha. Đây. Rồi cây này em xin giao lưu giá là 400.000 em bao ship thôi ha. 400.000 em bao ship thôi nha cô chú anh chị. Cái sổ đế cái thân nó cao ha. Tính từ mắt ghép, từ mặt chậu đi lên tới mắt ghép, cái phôi của nó sẽ có chiều cao là 50 cm nha cô chú. Đây ha. Còn em tính chiều cao 70 cm đó là tổng tàn ha. Và trên này nó cũng có cái vết lỗi nhẹ nữa, hai vết lũa nha. Vết lũa nhưng mà các cái viền thẹo này nó đã kéo hết lại rồi ha. Mình không có sợ bị hư cây nha cô chú. Vết lũa là sẽ không có bị hư cây nha. Đều nó hơi mất thẩm mỹ của cây chút xíu thôi. Rồi video clip hôm nay thì em có giao lưu tổng là 20 cây, gồm 20 mã số ha. Rất là nhiều cây đẹp và đang có hoa, giá rất là dễ sưu tầm luôn cô chú anh chị mình xem. Và ưng ý những mã số nào thì vui lòng liên hệ qua số điện thoại giúp em đi đặt hàng. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại cô chú những video clip mới ạ.